để mày cho anh nghỉ bù tí à? Bù đâu, đây vắt thôi mà. Cha mày. Ông ơi, ông gửi quần ra đi. Gửi đây luôn à? Ừ, gửi luôn đây chứ. Chứ gửi đâu nữa? Không được đâu. Gửi đi, lượng mày. Ai nhìn thấy cái người ta cười vào mặt. Ông không cười ra thì làm thế nào được? Bọn mày phải ăn cái lạc phù chó này phải ngon này. Ông vô duyên thế. Lạc bé thì ông bảo lạc bé, ông bảo lạc vú chó ăn mất ngon. Thì các ông bà bảo vú chó thì tao bảo vú chó. Ông mà nướng vú chó như thế thì ông lấy về nhà ông mà ăn nhá. Bọn chó chả thèm vú chó đâu. Mà lạc vú chó này thì còn cái gì nữa đâu. Có còn nhúm này ấy. Tội gì mà nhiều như này. Đi mót những cái vú chó này để ăn à? Ông thì ở đấy không mót thì lấy ở đâu ra? Ông thấy cái đám này cứ càng ghèo. Vẫn còn đầy người ta đã nhổ đâu. Thì đám đầu kia là của họ. Bây giờ không có người ta ở đây thì là của mình. Mình đang ngồi đây là của mình. Ông, hay ông đi lại đầu kia kiếm vầy túm về mình nướng đi. Nhưng mà kiếm gì thì kiếm, đừng kiếm kiếm củ vú chó về đây là bọn chó không ăn đâu. Tao không đi đâu. Bọn mày đáng trẻ, khi mà gặp họ nên con chạy được nhanh chứ. Tao thì gặp với họ tao chạy nào được. Thì ông lại giở cái bài của ông ra. Người ta mà thấy ông thì mà đuổi thì ông tự nhiên ông lăn đùng ra. Ông giật xong xui vào mép. Xui nước miếng anh. Ông xúc xong ông xui ra bên ôi này này. Cái bài của ông đúng chuẩn luôn. Võ của ông, cái miếng võ của ông từ xưa đến nay vẫn hiệu quả mà. Ông không muốn đi nên ông nói thế đúng không? Ông không thấy đống lửa như thế này. Ông mà như thế là có lỗi với đống lửa này lắm đấy. Mà chiều thế này không có gì cho vào bụng thì cũng có lỗi với dạ dày nữa chứ không phải mỗi lửa này đâu. Có lỗi với nhiều thứ lắm ông ạ. Thế ông không đói à? Thì tao cũng đói. Nhưng mà làm sao mà lại để cho có lỗi với cái đống lửa này? Thế bây giờ cái đống lửa to, nhiều than như thế này mà chả có cái gì để cho vào nướng thì chả có lỗi với đống lửa là cái gì? Ông lại thua cái anh đẹp trai rồi đấy. Hôm trước nha, cháu bảo anh đẹp trai sang con Thủy xin sữa mà anh đi luôn đấy. Đấy, thế mà anh thì sang xin cháu cũng cho sữa luôn đấy. Thì mày làm nào mà để cho bác đấy sữa được? Thì ông hỏi lại nhỉ. Thì cháu vắt hay là cháu làm như thế nào thì là việc của cháu. Miễn là cháu có cho sữa là được rồi. Ông hỏi kỹ đi. Hay là ông lại muốn xin? Cha như mày chứ. Tao thì xin sữa làm gì? Thì uống cho nó thông minh. Giống như trẻ con uống sữa bò ấy. Thế tóm lại ông có đi không? Tao không đi đâu. Ông không đi là bọn cháu cạch đấy. Từ nay ông đi chỗ khác. Đừng có đi với bọn cháu nữa. Tao còn đi với bọn mày đâu. Không đi theo bọn cháu mà cứ lẻo đẻo theo bọn cháu suốt thế. Bọn cháu lại ngồi đây ăn lạc thì ông cũng lại đây ngồi ăn vú chó. Vú chó cái thằng cha mày. Lạc vú chó à, thì lạc vú chó. Thì vẫn là vú chó. Thật, tóm lại là vẫn vú chó. Thì tao không nhặt được củ to thì tao phải ăn lạc vú chó chứ. Thế thì cháu mới bảo ông là đi ra đằng kia nhổ tạm đấy mấy khóm nhổ vắng mặt ý, rồi khi nào có mặt thì ta xin sau. Không, ông cứ lại bảo luôn. Cô ơi, cho mấy khóm nhá, lại nướng đây. Lấy đây. Đúng rồi đấy ông ạ, cái bài của con này hay quá. Chín như thế cũng được à? Chín được mà ông. Ôi dồi, thế thì ông lại chả biết gì rồi nhá. Người ta tuy không có ở đấy nhưng mà người ta vẫn có linh cảm đấy. Mình mà xin như thế người ta ở nhà cũng hắt hơi liên tục đấy. Bọn cháu xin như thế suốt. Thế ông không đi để cháu đi này. Mà cháu mà lấy lạc lại nhá, cháu cạch xít ông luôn. Cháu cũng cạch xít ông luôn nhá. Tao tượng xin thế nào, xin dễ như thế thì để tao đi. Nãy giờ ông đi có phải là lại được ăn rồi không? Thì lúc nạn thì tao cũng biết là xin dễ như thế họ cho đâu. Lần sau mà cái gì không biết ấy cứ gọi bà thơ ơi,
để cháu bày cho. Ông thông minh rồi đấy. Này Thủy ơi, mày bây giờ mày giả vờ nằm xuống rồi mày giật trong xu vượt nét tao xem này. Con điên, sao mày không làm đi để tao xem nào. Mai này ông về hưu là đến lượt mày đấy. Cái gì cũng thế thôi, có tập luyện thì mới có thành quả được. Mày ơi. mày cố tập đi. Rồi, ông về hưu mới là vừa đẹp. Đã học dốt còn bày đặt chơi chứ. Tao bắt ốc mày không bày đặt. Trời ơi, thoại mày ăn luôn nha. Ngon thế nhỉ, xài thế nhỉ. Tao la nhổ, chả gặp ai hết. Chị đã bảo với ông cháu rồi. Bảo rồi mà. Làm gì có ai mà ông cứ rụt già rụt rè, thỏ thẻ như kiểu mà gái cấm cung ấy. Bảo rồi, không ai đâu. Cứ thoải mái đi. Từ cũng... nãy đến giờ có đừng khi không... cứ thoải mái ăn đấy. Của nhà mình. Tao cũng biết đâu, tao muốn biết như thế này đi từ lúc nãy thôi. Tí nữa nướng chín đi, ăn xong bọn mày đuổi bò về trước nhá. Tao về sau tí. Thế ông làm gì mà về sau? Tao có tí việc. Việc gì, có cái việc gì ngoài cháu cái cháu cấm ông nha, cháu cấm ông nha. Cháu cấm biết gì? Ông rồi đấy. À, ông lại quen mùi rồi nha. Bệnh cũ của ông lại tái phát rồi đấy nhá. Tao thì có bệnh gì mà tái phát ở cái con kia? Bệnh vặt tay vặt mắt chứ còn bệnh gì. Này, đi với bọn cháu ấy, ông không được thế đâu nhá. Cấm luôn. Người ta lại đánh giá cho. Thế thì lúc nãy tại sao bọn mày lại chửi tao đi nhổ lạc? Đâu? Ai chửi ông? Bọn mày chậm bảo tao đi nhổ lạc còn gì nữa. Ông đừng nói thế, đổ oan cho bọn cháu. Bọn cháu bảo ông là đi xin lạc. Có mà, tao có xin mà. Thế ông xin thế nào? Tao xin nha. Cô ơi, cho cháu xin khóm lạc nhá. Cô nào? Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà ông cô với cháu với ai đấy? Mà này, ông có biết lạc nhà ai ở đấy không mà ông bảo là cô với cháu gì ở đây? Lạc đấy là lạc của nhà anh đẹp trai đấy. Cô nào? Thôi, cháu phải đi đuổi bò đây. Cái trái con này, sao mày tham thế, sao mày không lấy của mày, mày lấy của tao? Của cháu ăn hết rồi, còn của nào nữa đâu mà chả lấy của ông. Mày lấy nhiều như thế nha, bác đẹp trai mà thấy là mày phải chịu đấy. Ôi dồi, anh đẹp trai không bao giờ đấm cháu đâu nhá. Với lại hôm trước cháu còn cho sữa cơ mà, làm sao mà anh ấy đấm cháu được. Thế hôm đấy mày cho anh ấy bú tí à? Bú đâu, hôm đấy vắt thôi mà. Thôi cha mày đấy. Ông ơi, ông cởi quần ra đi. Cởi đây luôn à? Ừ, cởi luôn đây chứ. Chứ cởi đâu nữa à? Cháu lại cởi đây, ngại chết. Ở đây có ai đâu nữa mà không cởi. Con Thủy nó về rồi. Không được đâu. Cười đi, lựa máy. Ai nhìn thấy cái người ta cười vào mặt. Ông không cười ra thì làm thế nào được? Sao lại tao phải cười? Thì ông không cười bảo cháu cười chắc. Mà cười để làm gì? Thì cởi quần ra để mà đựng lạc. Chứ ông định cởi quần ra để làm gì? Thì không phải cởi quần đâu. Thế không cởi quần lấy cái gì mà đựng đây? Thì tao có mũ đấy. Thì tiên sư nhà ông sao nãy giờ không bảo? Thì mày cứ nói đâu mà tao biết. Ôi dồi, đúng là ngu toàn tập. Ngu cái thằng cha như mày.